Hiện tại mình đang ở động Tam Thanh. Đây là một cái động rất đẹp ở thành phố Lạng Sơn. Thì các bạn khi mà đến đây thì mua vé ở ngoài cổng, giá vé 20.000 thôi. Bên tay phải có một cái đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngày xưa chiến tranh. Thì các bạn đến đây nên thắp hương và xin lộc. Còn đây là đường lên động này. Hiện tại thì động được đầu tư điện và đường đi rất đẹp, nên mọi người rất thoải mái đi, không lo điều gì hết. Nhiệt độ ở đây rất mát mọi người nhé, gió mát, bên trong cũng còn lạnh đấy. Thời gian đầu tiên thì là đền, một đền cung Tam Bảo. Đây là đường chính vào động. Mát thật mọi người ạ. Cái hang này mà gió nó thông luôn ấy. Mình nghĩ có khi là nó thông bên cửa bên kia núi. Nhưng là gió mát như thế này. Đường vào hang thì nó thoải mái, không dốc, đi rất dễ. À, vào bên trong này có một bể nước này, một bể nước, và đằng trong cùng có một cái thác. Mình nghĩ đây là nhân tạo, rất nhân tạo. Đây có một cái đường lên cái hang rơi. Bên tay phải của hang nhé, đi vào bên tay phải là hang rơi. Tuy nhiên mình sẽ không đi hang rơi, mình sẽ vào sâu bên trong. Chú ơi, vào đây có sâu không chú? Đã sâu quá. À, đang. Lên đi. Đi, đi thông qua núi không ạ? Đừng lên trên tỉnh, còn là trên có hàng rào vào đào kịch. À ra, nhưng mà cái đường đường bê tông nó đẹp như thế này ạ. Vâng, cháu cảm ơn nhé. Dạ vâng ạ. Cái động này ngay sát thành phố Lạng Sơn nên là đi dễ lắm mọi người ạ. Thì vài phút xe máy từ thành phố đến, mua vé vào check in. Ok, nên leo núi rất đơn giản. Mình ở gần Lạng Sơn khi mình đi thường xuyên. Wow, khu trên núi Thạch Lũ này. Ở giữa đây có một cái nhũ thạch chảy từ trên xuống, nhìn như là một cái tượng người này, mà đi ban đêm có khi giật mình. Không gian đây thật là yên tĩnh. Đây có một cái miếu thờ Thái Thượng Lão Quân. Ở xung quanh đây như một cái công viên vậy. À, lên đây là trên đỉnh núi này. Thì ra nó thông lên đỉnh núi. Kia mình thấy ánh nắng mặt trời ở trên núi rồi này. Không gian đây thật yên tĩnh, mát mẻ. Tiếp tục đi hết vào sàn xem là bên trên ngọn núi có gì. Đá này đá vôi.
Đá này hình thành lâu lắm rồi, cái hàng nghìn năm mới có được cái đá. Cái hang nó cấu tạo như thế này. Ok, sau vài phút thì mình cũng đã đến cửa hang đằng sau. Hang này là dẫn lên trên đỉnh núi, núi Tam Thanh. Anh ơi, khi hang này có đi xuống được bên kia núi không? Không, không đi được, phải đi xuống kia kìa. À, đây. Đi xuống cái hang kìa. Hang, cái hang rơi á? Vâng, thì nó lên rồi. À. Đây là hết rồi. Đây là hết đúng không? Vâng. Như vậy là hang này thì dẫn lên lên trên nhưng mà là không có đường xuống. Mọi người vừa quay lại. Nó như một cái hang thông gió vậy. Ngày xưa chiến tranh chắc là bộ đội ta có khi là đóng quân trong này. Và điểm này chắc là điểm lý tưởng để trú ẩn và tránh bom. Như vậy đây là hết rồi mọi người ạ. Cái này là rào sắt. Như vậy là đi một đường và ra cũng một đường. Không thể đi một đường về mà nẻo được. Đây là khung cảnh của hang phía sau. Từ mặt hang mà lên đến trên đỉnh tầm khoảng 20 mét. Nói chung là hang này thì nó nhỏ, các bạn chỉ mất tầm khoảng 10 phút là khám phá hết thôi, nên đi cũng dễ. Động Tam Thanh này nếu các bạn đi du lịch thì kết hợp với lại thành nhà Hồ, à quên, thành nhà Mạc, tượng nàng Tô Thị, ba điểm này là gần nhau luôn, cách nhau khoảng mấy trăm mét. Sau đó ở Lạng Sơn thì các bạn có thể lên trên Mẫu Sơn khám phá, tận hưởng không khí mát lạnh của núi rừng. Ok, mình kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.